Chào anh em, chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình nha. Qua đi bãi mình về được ít máy anh em, nên lên clip cho anh em mình xem. Anh em mình thấy ưng ý cây nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nha anh em. Kênh mình bán như thường lệ thôi, anh em chuyển khoản thì mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Mình ưu tiên chuyển khoản nha anh em, mình ưu tiên chuyển khoản. Tất cả máy đây đều là điện 100V nha anh em, hàng nội địa Nhật điện 100V, anh em cân nhắc khi mua hàng nhé. Rồi mình vô luôn nha anh em. Đây cây số 1, để mình camera mình xuống chút nè. Đây cây số 1 là một cây hơi NBK đây anh em, NBK 1600 đây. Cây này nó mỏ nó hơi dài nha, mỏ dài hơn 5 phân, dài 5 phân anh em có thể là thọt sâu vô trong hốc hẻm. Có số đây anh em, số nó đang nằm đây. Đây đây, qua lại vô lại. Ok nghe anh em. Cây số 1 800 nghe anh em, 800. Cây số 2 là cây cắt tôn Makita. Điện 100V 260W. Nó cắt từ 1 ly 2 đến 1 ly 6 nghe anh em, từ ly 2 đến ly 6. Đây anh em, ok. Cây số 2 750 nghe anh em, 750. Cây số 3 là cây bào, bào Hitachi nghe anh em, xem màn hình còn tương đối đẹp luôn. Đây là cái họng bụi nó ra. Điện 100V, lưỡi của nó là lưỡi 82 anh em, lưỡi 82 15.000 vòng trên phút. Nó 6A, nó nằm dạng cái là 570W anh em. Đây lưỡi ok anh em. Đây, test cho anh em xem luôn nha. Cây số 3 550 nghe anh em, 550. Cây số 4 là một cây cưa kiếm Ryobi, cưa kiếm Ryobi đây. Điện 100V, W. Đây anh em, kiếm này chạy dữ lắm anh em. Đây
nè, điều tốt bằng còn nha anh em, nè bóp vô nhẹ nhẹ là nó chạy nhẹ, bóp mạnh vô là càng sâu vô càng chạy dữ nha. Cái này mình chưa xiết cái chốt cái lại. Này bỏ lửa vô rồi xiết cái nặng cứng luôn anh em. Nè. Quá ok nha anh em, nè điều tốc nè chạy nè. Anh em thấy dòng chạy rất là nhuyễn luôn. Đó. Bóp mạnh chạy mạnh nè. Quá ok nha anh em. Cây số 4, 450 nha anh em. 450. Cây số 5 là một cây trà. Trà sàn lên em. Makita điện 100V 1050W đây nè. Kìa luôn nha nè, đây cước của nó đây, cước của nó là cực kỳ đây, hai lăn trước sau đều có hết. Thắng ngon lành nha anh em, thắng ngon lành nha, đây thắng cả đứng luôn nha anh em, dữ quá dữ. Cây số 5 1 triệu nha, 5 1 triệu nha anh em, 1 triệu hàng này lâu lâu mới được cây nha. Cây số 6 là một cây phay, phay Makita điện 100V 380W. Phay 6 ly nghe anh em, đây 6 ly. Cây số 6, 600 nha anh em, 600. Cây số 7 là một cây vít đây, vít Makita, độc khía điện 100V 360W. Cây này rất tuyệt nha anh em. Đây, móc đeo nó đầy đủ. Đây anh em, điều tốc này rất mượt không. Thắng cái đứng liền anh em, đảo chiều. Nè, điều tốc này mượt nè. Quá ok nha anh em. Cây số 7 650 nha anh em. 650. Cây giúp luôn một cặp màu xanh màu đỏ, hai cây như nhau, thứ hết 360W nghe anh em, điện 100V. Đầu phía thì nó một lứa một, không có cây nào hơn cây nào đây anh em. Đảo chiều thì tốt rồi, rất mượt nghe anh em. Cây số 8, 6 rưỡi luôn nha anh em.
thứ 8 sớm rửa luôn. Cái thứ 9 là một cây nhám đây. Nhám Hitachi. Để như quát lên anh em. Tương đối đẹp nha anh em. Đây. Đây. Cho 9500 nha anh em. 9500. Thì chi còn rất đẹp nha anh em. Đây, coi tem anh em coi tem nữa nè. Cực kỳ không? Thì chi. Cho số 9500. Cây số 10. 10 là một cái cưa Hitachi cực đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đây nó dán ba cái keo dán gì dưới mà chưa không có lột ra, chưa lột ra luôn nè anh em. Đế nó sáng rực, sáng rực luôn, chưa lột đế ra luôn, chưa lột keo, cực kỳ luôn anh em. Làm thông số kìa. Điện 100V, 1050W. Lưỡi của nó là 165 nha anh em. 165. Quá ok nha anh em. 165. Đây có đèn nha anh em, có đèn nha. Đèn rất sáng nha anh em. Đây. Có đèn nè, đấy. Đèn nha anh em. Đây. Thắng nha anh em. Đây lưỡi nó nè, Hitachi có sẵn nè anh em, 165 nè, nhân 6 nhân 20 nhân gì nè, chữ nhật còn luôn nè. Lưỡi này xài của nó là ok luôn đó anh em. Ok, 550 nha anh em, số 10, 550. Số 11. Số 11 là một cây trà. Trà đây nè, cái trà Hitachi. Trà Hitachi. Anh em gắn cước vô trà nha anh em. Gắn cước vô trà các thứ muốn trà gì trà. Đây nè. Hitachi đây anh em, 450 nha anh em, cây 11 450. Cây 12 là một cây cắt tôn. Cắt tôn, cái hiệu nó hiệu gì luôn mình không biết luôn anh em. Đây nó đây cái hiệu nó gì để UBS. Đây đây anh em, em xem. Không hiểu cái hiệu này hiệu gì luôn. Xài điện 100V nha anh em. Đây. Đó, nó rất êm nha anh em. Đó, nó rất êm luôn. Rất êm. Ok.
Này nhiêu đây? Số 12, 600. 600 nghe anh em. Số 13 là một cây nhắm từ đây. Mấy cây kia là ra đi hết rồi nghe anh em. Để anh em nói mình trên sao có lên tới lên lui. Cây này là mới về nha, nhắm từ nha. Ruby. Điện 100V. Trăm sáu cục quát anh em, nắm từ thì nó chạy rất êm nha anh em. Đây rưỡi à nha, đây nhẹ 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 đây rất êm re à anh em, từ mà nó chạy bằng từ mà. Đây 600 nha anh em, số 13 600. Số 14 là một cây trà, một cây mài đá hoa cương. Mài đá hoa cương đây anh em, đây lưỡi đây. Không có lưỡi mình gắn lưỡi mới vô. Còn một cặp clip trước là mình ra đi rồi nha. Cặp clip trước có một anh là mua một cặp luôn, đi rồi. Cái này là cái này mình mới về nha. Đây cái này về anh em về chùa sơ nữa, mình nói chung là cũng chưa vệ sinh gì hết trơn. Đây anh em, đây ống bụi nữa nè, bụi nữa là ok luôn nè. Đây đây nè, dây của nó cắm như thế gì nữa không biết, chằng chịt thế này đây không biết làm hai ba cái ổ này ổ gì nữa không biết. Điện mình quên đọc thông số nữa nè. Điện 100V 860W. Lưỡi nó tất mốt. Tất mốt nè anh em. Đây. Chạy ra khủng luôn nè, hơi nó ra hơi bằng dây cu ro mà anh em, dây cu ro nó hút qua cái như cái đầu bò nè, hút ra cuộn ra ghê không. Cây số 14 750. Số 15 là một cây bơm chìm, bơm chìm đây anh em. Điện 100V, 360W. Bơm mới đẩy được là 4m nha anh em. Đẩy cao 4m. Ống của nó là ống 40. Ống 40 nè. Ống 40. Đây. Chạy im ru luôn nè. Đấy, chạy rồi đó. Im ru. Im ru. Đây, anh em. Đây. Đây. Này chùa sơ nữa là cực kỳ luôn. Nó xong để vậy luôn. Cái này nhiêu đây? 700 nha anh em. Số 15, 700. Số 16 là một cây cưa vòng, cắt sắt cưa vòng nha, Hitachi nha anh em, Hitachi. Đây mình coi coi. Điện 100V. 340W.
nó là chiều dài cái dòng nó là 1130, 1m130 đó nè, 1130. Nè anh em muốn mua thì cứ đọc cái thông số nó là 1130 rồi ra ra đi mua. Mua thôi. Ra người ta ép cốt. Người ta chuyên môn cái bán lưỡi cưa này, người ta có cái máy ép cốt. Bao nhiêu rồi là người ta cắt ra, người ta bấm một cái là bấm cốt một cái là dính lại thôi. Đây nè. Đây cái chiều chiều hồng của nó đây nè, chiều hồng nó mình đo thử coi nó chắc cỡ nào. Chiều hồng nó cắt được 1 tấc anh em, 1 tấc cắt được 1 tấc. Đây đây số 16, 1,3 triệu nghe anh em, 1,3 triệu. Em qua anh kia có gửi cho mình cái cục mà giữ lại vậy? Mà có cái cục mà cái dứt mà không phải. Tại vì ngày hôm qua con không có lên, con có nói ổng là chở lên giờ mà chắc là chưa quá rồi không. Cái cục mà con nói giữ lại cũng đây á, mày đến nè, rồi chưa chưa vô á, mày mày đem lên. Cái mạch này điện 100V 400W nha anh em. Đá của nó là đá 2,5 tấc nha. Nói chung cái này đá nó cũng hơi mòn hết còn mới rồi. Điện 100V 400W 2,5 tấc. Đây. Nó chạy là quá ok anh em. Cái máy mài này là hiệu của nó là Mitsubishi nghe anh em. Mitsubishi. Ra vâng. Yeah. 400W, 100V. Đá của nó là 2,5 tấc. Đường kính. Đây đúng mình bán 2,5 triệu này mình bớt 100 ngàn đó anh em. Cái này khi mà nó tua nó chậm lại bắt đầu nó có cái mặt vít hay dị động bắt đầu nó có mặt vít nè nè, đủ tua cái mặt vít là nó bung ra, còn nó còn chậm mà mặt vít nó dính lại dạng nó dính, nó dính dính ca ba đó nè, nó chạy còn chạy đủ tua là ca ba nó bung ra, mặt vít bung ra là không còn ăn ca ba nữa, phải chậm tua bắt đầu ca ba nó ăn lại. Số 17, 2,4 triệu nghe anh em, 2,4 triệu. Nên mình quay quay cái camera mới đây không biết nó như thế nào, mình quay thử một clip này coi, coi nó như mấy cái camera kia không. Rồi clip mình nay có nhiều hàng đó anh em, thấy ưng ý cái nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nghe anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình một like. Anh em, cho mình một like và đăng ký kênh, nhấn vào cái biểu tượng chuông để nhận những cái video bên mình tải lên nha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.